Chiều 24 tháng 5 năm 2019, đồn biên phòng Phước Tân, huyện Châu Thành thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền xã Pông Tức, huyện Rom Mét Thái, tỉnh Svay Rieng, Campuchia trao trả 14 con trâu và bò cho gia đình người dân Campuchia bị mất trộm. Bước đầu xác định, trước đó vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2019, trong lúc thực hiện công tác chống buôn lậu tại khu vực ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đội đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh và chiến sĩ đồn biên phòng Phước Tân phát hiện 3 đối tượng đang đưa một đàn gia súc gồm trâu và bò theo đường mòn từ Campuchia vào Việt Nam. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy về hướng Campuchia. Tại hiện trường, tổ công tác tạm giữ 10 con trâu và 4 con bò. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Bố Môn thuộc lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thông báo có 2 người dân trình báo đã bị mất trộm số trâu bò này. Đồn biên phòng Phước Tân đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương nước bạn điều tra xác minh. Số trâu bò được xác định là của ông Lang Salon, 42 tuổi và bà Duong Sa Rơn, 65 tuổi, cùng ở xã Pông Tức.